hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ review tiếp về nhân vật Cao Bồi trong một bộ trang phục COA3 và còn mỗi một bạn tiên tri nữa thôi phải không? Mình sẽ để dành vào cuối cùng nha. Mình là một nhân vật không có men về Requester, cũng không kiểu như không giỏi về việc đi dùng những nhân vật đi cứu người, ví dụ như tiền đạo này, đánh bóng hoặc là Cao Bồi. Cho nên là đối với nhân vật Cao Bồi thì ai bro VIP thì tất nhiên là mình sẽ có một cái dấu cộng 1, cộng trái tim vào cho những người đấy. Còn đối với mình thì dây chỉ dùng để đi cai thôi, còn móc là không bao giờ trúng. Ok. Nhân vật này thì mang 39 khá là ổn, nhưng nay gặp bạn hề COA3 luôn. Dị nhân với dị hợm gì ở đây? Nhân vật này khắc chế hề cũng rất là tốt khi mà hề sử dụng cái skill phóng như con điên nha mọi người. Thì cái phóng này các bạn, nó mà tới các bạn dùng dây móc qua đầu nó thôi là xong, rất là ngon. Nó tương tự với mèo méo meo của bà An như vậy đó. Nhân vật này sửa với gái thì tăng, mà sửa với trai là giảm, cho nên là các bạn có thể khẳng định 100% là ông này là một trai thẳng ngon lành luôn nha. Nhưng mình thì sửa với ai cũng được thôi, nhưng riêng ông này là không. Nhưng mà nếu mà hề mà qua đây dí mình thì đúng là thiên đường luôn, bởi vì là các bạn thấy phụ kiện của hề nó rất nhiều xung quanh đây. Mình chơi trong cái map Leo sáng sớm, map này bị gỡ rồi, mình chơi mà không thấy cái phụ kiện nào để mà lắp. Số này của ruột, trời toàn là hòa, cùng lắm là hòa. Mày thôi thì sửa máy đó, tính đi qua móc mà thôi. Chợt nhận ra là mình cũng là một người móc dơ thôi. Sửa máy cho lành, cho chủ tế đi. Đi cứu sau. Các bạn cai thì các bạn có thể là móc vào mấy cái máy này, rồi ván, hoặc là móc qua đầu Hunter, cột cái đầu lại. Nếu mà cột được thì cũng cột luôn. Rồi đi qua cứu thôi, không hết thôi. Chứ thực ra thì mình đang mang nhánh 9. Nhân vật này bê gái hoặc là bê trai thì nhảy qua cửa sổ được, mà tiếc là tấm ván lại không được. Rồi, chấm 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 đâu. Ôi, thôi thôi thôi, không thấy ai đi cứu luôn, chết bạn chủ tế rồi, chả ai đi cứu luôn. Ui dồi ôi, ui chủ tế ơi, tí nữa bạn phải khóc một dòng sông rồi. Ui trong những lúc nguy cấp nhất thì bạn lại dùng cái vòng chậm trễ vậy trời. Thôi đi 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 đi. Thì cover cho, mình gục luôn cũng được. Bạn là phải sống. Cái gì mà đi? Di chuyển cẩn thận bạn ơi. Ow. thằng cha này nó không đi lên đi, nó còn đi xuống nữa. Rồi đánh bóng xong không lại lượm đi. Nó vã vỡ một cái bóng rồi. Không sao, dù gì thì chủ tế thoát được là được rồi. Mà tôi nói thật nha, xóa con đánh bóng đi. Chơi 10 trận thua cả 10 ấy. Mình chơi dở Cao Bồi mà mình cùng lắm là hòa thôi. Còn khi nào ai mình bóp quá thì công nhận là thua thiệt. Nhưng mà không có giờ tỷ lệ. Cái tỷ lệ mà gặp đánh bóng 10 trận thua cả 10 là mình quá hiểu. Gặp mà đánh bóng mà toàn là cái gì mà đang nguy cấp lửa bóng gồng 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 lên nó vỗ cho nhìn sốt cả máu. Không biết mình có móc được pha này không.
Úi giời ơi, các bạn thấy không? Thôi thôi, dẹp luôn cơ bồi. Đồng đội team mình cũng vậy á, mỗi lần mà mình pick tiền đạo hoặc là cao bồi cho nên là đều ca cẩm hết trơn á, cho nên là mình cái tần suất mà ra tiền đạo với lại cao bồi video của mình thì mình cũng ít khi nào mình chơi lắm. Nhưng mà các bạn có thông cảm. Nó không phải là một cái yếu tố chính để mình chơi. Nhân vật nào cũng được, trừ cao bồi với tiền đạo. Nhưng mà thấy top player họ chơi rất là hay, họ tông kiểu đỉnh lắm. Cái nhân vật tiền đạo với nhân vật hề là hai cái nhân vật rất là giống nhau. Cách về cách di chuyển. Bartender chuẩn bị ói rồi. Để mình ra đây mình phụ đánh bóng ấy. Không thì nó dí mình cũng được ha, nếu mà kiểu du ke. Đây có rất là nhiều cái ngôn ngữ. Càng ngày học thì càng nhiều ngôn ngữ ra, không phải ít đâu. Đây quả bóng này. Bóng hai rớt nè, lượm lên đi gắn vô, gồng chi cho nó mệt. Con mắt thì không khó cai lắm, con mắt khó cai. Ôi chết rồi, nó dí mình rồi. Này này, úi giời, thấy chưa? Các bạn thấy không? Khắc chế hề đấy. Tớ mang nhánh số 9 thì cai ói luôn. Úi giời, bye bye. Ui, ui giời ơi, như cức. Chán ghê. May quá, mình không thể nào lên ghế lần hai được. Mình không muốn chết thiệt sự luôn. Ủa, nó đâu rồi? Ông đánh bóng ông còn đi đâu đây? Toàn chán sống thì khổ. Nửa máu mà xí sớn như đúng rồi. Ui 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 ui. Ui. Cái cây nó thọt mà nhìn đau thế. Cứu được không? Giời ơi, ông còn bóng đâu. Áo, đấy. Rất tiếc cái gì. Không có nhu cầu luôn á, thiệt. Đúng rồi, bà chủ tế đâu rồi? Ở đây, cứu. Rồi, cảm ơn nha. Giờ nhắc ông đánh bóng lên. Ui, chủ tế cũng game over luôn. Nát bươm. Nát sạch luôn ấy. Làm sao mà win được trận này đây? Cứu. Ôi, chủ tế nằm đây, nằm thoi thóp, nằm kiểu tao bất lực rồi, tao mệt rồi, chúng mày làm gì thì làm đi. Nhanh. Cái mắt khó chịu thật đấy. Nó nhìn thấy hết à? Từ từ, đây. Ok, đi, follow me, vào đây. Vào đây mấy anh chị ơi, mấy chị bóng, vô đây. Vô đây. Cái con chủ tế kìa. Thiệt á, muốn lôi cái dây này mà cột được đồng đội chắc mình cũng lôi vào đây á. Chạy vào đây cho nó an toàn này. Hunter nó ít ra đây. Đấy, nãy giờ là vậy là ổn rồi đó. Ngon rồi. Giờ là thời đại này rồi. Thời đại của 4 chị bóng survival ngon rồi.
cuối cùng là cũng ổn. Nãy kiểu game over, khóc, buồn á. Đây, mình chuẩn lại sâu kỹ năng gọi là... Đó. Lại hồn kia rõ ràng cái người nó màu xanh mà. Chết mình rồi. Ui, chỗ này không còn bóng luôn ấy. Ôi, cảm ơn đánh bóng nha. Trời, tốt quá. Cô vừa dùng. Này thì tông cái gì? Tông cái gì? Rách việc. Ui. Ui, nó cục xúc vậy, nó chui qua luôn, nó chả suy nghĩ gì ấy. Tông nữa thì còn biết mà quay tay chứ. 90 rồi, ngon rồi. Ủa, nó quá, nó kèm máy rồi. Ê. Nổ máy luôn. Xịn sò. Mình chơi rất là kém về cao bồi nha, cho nên là nó xảy ra về một số vấn đề móc dơ thì các bạn cũng thông cảm. Đây là cái trận hay nhất của mình. Tự nhiên giờ sống này, bartender chắc là... Thôi đi vô đi, bartender cai nhảy hầm kìa. Vô đây. Không biết đứng đây làm cái gì. Như là phụ nương chờ chồng. Mà chồng có đâu mà chờ. Rồi xong thanh niên. Ô, cao bồi không có lấy mắt đỏ mọi người ơi. Ok, mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hên quá, trận này thắng. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye mọi người. Nhớ ủng hộ channel của mình nha.